Hàng tháng chúng ta đến với tâm tình tạ ơn, cảm ơn Chúa muốn ân lành chưa ban cho chúng ta qua lời cầu bầu của cha Francisco Xavier Trương Biểu Hiền. Và hôm nay đặc biệt là chúng ta tụ họp lại mừng lễ tất niên, ta càng cảm tạ ơn Chúa hơn nữa muốn ân lành cho đã ban cho chúng ta trong năm qua. Và xin Chúa chúc lành cũng như tha thứ tất cả những lỗi lầm, cũng như chúng ta bỏ qua tất cả những buồn phiền của năm cũ để chúng ta vui mừng đón mừng xuân mới. Thật nhiều kỷ niệm mà hôm nay chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho những người thân yêu của chúng ta, và trong đó chúng ta cầu nguyện cho chị Lucia Huỳnh Thị Nghĩa, mà bao nhiêu mùa xuân, bao nhiêu Tết mà chị đã mừng với cha Francisco trên biểu diễn. Còn hôm nay thì chúng ta vắng bóng chị, Chúa gọi chị trong ngày qua, rồi chúng ta ân sát. Thì chúng ta tin rằng chị như cha Francisco trước biểu diễn đang hiện diện giữa chúng ta cùng với triều thần Thiên Quốc để dâng thánh lễ tạ ơn này. Và hôm nay chúng ta vui mừng chào đón tất cả mọi người đến, các những người không phải công giáo cũng đến đây dự với chúng ta. Và chúng ta có cha Giuse Nguyễn Trọng Phúc đến dâng thánh lễ này tạ ơn Chúa. Chúng ta chào mừng cha và chào mừng xứng đáng là người thánh. Chúng ta hướng về Chúa, ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm, thiếu sót